Tháng 6 âm thì vận trình của tuổi Hợi tươi mới. Nhờ cục diện tam hợp, tháng này tuổi Hợi dù làm việc lớn hay nhỏ thì đều có được cái thành công bước đầu. Mọi nỗ lực, cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Sự nghiệp của cái người tuổi Hợi được dự báo là có nhiều điều hanh thông và thuận lợi. Tam hợp thái tuế xuất hiện mang tới sự hậu thuẫn vô cùng lớn và có được nhiều thành tựu vẻ vang. Tam hợp còn giúp cho con giáp này gây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp và có cơ hội mới trong sự nghiệp và có quý nhân phù trợ. Nguyệt lệnh lâm thai dường như mọi dự định đang trong giai đoạn ấp ủ và chuẩn bị bứt phá vào giai đoạn sau. Tam hợp dự báo tài lộc của con giáp này cũng có nhiều điểm sáng và thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn hợp tác đầu tư càng nhiều và các khí khởi vượng còn mở ra nhiều cái cơ hội